tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là kiểm soát kịp thời các điểm nóng, đồng thời tập trung cho công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo kịp thời và an toàn. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch vào chiều tối qua ngày 7 tháng 9. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh mỗi xã phường là pháo đài chống dịch nên phải thực hiện quyết liệt các biện pháp, kịp thời đề xuất những khó khăn để tháo gỡ. Các địa phương kiểm soát chặt chẽ tình trạng người dân đi tập thể dục không đúng quy định, cũng như di chuyển từ vùng này qua vùng kia. Bí thư Thành ủy cho biết, sắp tới, Bộ Y tế sẽ phân bổ khoảng 400.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho Đà Nẵng. Cái việc vaccine về được với thành phố nhiều hay ít là đến thời điểm này lại phụ thuộc vào cái tốc độ tiêm chủng của chúng ta và cái mức độ mà chúng ta bao phủ được cho người dân. Do đó tôi đề nghị là các cấp ủy từ các phường xã rồi quận huyện, công chí phải đặc biệt quan tâm đến cái công tác này để đảm bảo cái việc tiêm chủng được đạt được cái yêu cầu và đảm bảo cái an toàn. Hiện các loại vaccine do Bộ Y tế nhập về đã được khẳng định về mặt chất lượng, không phân biệt loại nào. Vì vậy, các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền để người dân nhận thức một cách đầy đủ về trách nhiệm của việc tiêm chủng. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Đây là kết luận của Thủ tướng và đây là sự khẳng định về mặt chuyên môn. Do đó, khi có vaccine về, chúng ta phải tổ chức tuyên truyền cho người dân để chúng ta tiến hành cái việc tiêm, để chúng ta càng bao phủ sớm bao nhiêu thì cái việc chúng ta phòng ngừa và chúng ta mở lại được các cái hoạt động của thành phố càng sớm bấy nhiêu. Đây vừa là yêu cầu trong cái công tác phòng chống dịch nhưng cũng là cái quyền lợi của người dân. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý nguy cơ dịch bệnh vẫn còn rất lớn, đặc biệt là các điểm nóng, khu vực phong tỏa, đề nghị các quận huyện thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tại hai điểm nóng quận Thanh Khê và Cẩm Lệ. Lãnh đạo các quận huyện là chủ động xử lý các thông tin, các kết quả khi test nhanh, chưa cần phải lại kết quả PCR thì chúng ta mới đi trước được, chứ còn nếu không thì rất khó. Chúng ta hình thức như thế nào đó, chúng ta có thể gom như thế nào. Quan điểm là tách càng nhỏ, chia càng nhỏ để mà quản lý và xử lý thì hiệu quả hơn, bây giờ cũng là tập trung. Cho nên đề nghị là các quận huyện với tinh thần như thế nào, các đồng chí cứ mạnh dạn triển khai, không có vấn đề gì. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế và các địa phương đảm bảo cho công tác lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức tiêm chủng, phấn đấu đạt mục tiêu trong tháng 9 sẽ tiêm ít nhất mũi 1 cho người dân toàn thành phố. Trên cơ sở đánh giá nguy cơ dịch bệnh, thành phố sẽ có biện pháp phù hợp, nhất là đảm bảo các nhu cầu bức thiết của người dân, đề nghị các địa phương kịp thời chi hỗ trợ cho người dân quan tâm các trường hợp khó khăn.